Đến hẹn lại lên, từ sau 20 tháng Chạp, nhiều công viên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã nhuộm hồng bởi hàng ngàn gốc đào Nhật Tân được các nhà vườn vận chuyển từ tận miền Bắc về. Năm nay, để phục vụ người dân thành phố Hồ Chí Minh vui xuân đón Tết, chị Lương Thị Hồng Sen, quê Thái Bình, đã vận chuyển hơn 200 gốc đào, tuổi đời từ 3 năm tới 8 năm, đặt tại công viên 23 tháng 9. Thời tiết năm nay thuận lợi hơn so với năm ngoái, nên vườn đào của chị cho hoa đảm bảo màu sắc và chất lượng, khiến chị cũng thêm phấn khởi và đặt nhiều kỳ vọng về một vụ Tết bội thu. Thời tiết con năm thì nó rất rét thì lại không ra hoa được, mà con năm thì nó lại nắng á, nắng rồi nó lại nở hết. Như năm ngoái tụi em coi như hầu như là mất ăn Tết, buồn lắm. Và như năm nay thì thời tiết nó cũng không ấm như năm ngoái mấy á, thì đào nụ thì năm nay nó cũng vừa. Cũng đặt tại công viên 23 tháng 9, những gốc đào cổ thụ cho hoa chi chít của anh Phạm Hồng Sơn thu hút sự chú ý của nhiều người. Có cây giá đến 60 triệu đồng do tuổi đời lâu năm và kỳ công chăm sóc. Ngoài 300 gốc đào, anh Sơn còn bày bán những chậu quất to sai trái và bưởi diễn để khách hàng có thêm sự lựa chọn. Do khí hậu tại thành phố Hồ Chí Minh khác với miền Bắc, nên trước khi đưa đào đến tay người mua, các chủ vườn cũng tư vấn kỹ về chế độ chăm sóc, đảm bảo cho hoa chơi được lâu. Mỗi vườn tại đây cũng bố trí bản hướng dẫn chi tiết cách chọn đào chất lượng. Khách chơi về thì mua về thì bọn em cũng tư vấn với khách là cũng tưới nước này, với lại chăm sóc tưới nước, với lại chỉ tưới nước thôi, với lại để giữ ấm ấm để cho hoa nó nở vì chơi được lâu dài với lại kịp đi Tết ạ. Hiện nay, ngoài người đến chọn mua, khung cảnh hàng trăm chậu đào khoe sắc cũng thu hút nhiều người đến tạo dáng chụp ảnh.